Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bằng cách khắc phục cái loại máy tính báo lỗi MPR Error 1. Thì đây là cái máy tính PC nha các bạn. Thì khi mình bật nguồn máy tính lên á, thì nó xảy ra cái hiện tượng lỗi là nó báo cái dòng lệnh lỗi. Đó, bây giờ mình sẽ tắt, mình sẽ bật nguồn lại cho bạn xem. Khi các bạn bật nguồn lên để bạn sử dụng á, thì thường nó sẽ vào thẳng cái hệ điều hành Windows. Còn cái trường hợp này á, thì nó sẽ báo lỗi nha. Đây là dòng main GAH81DS2. Đây là máy PC nha các bạn. Đó, khi bật nguồn lên thì nó báo dòng lệnh lỗi MPR Error 1. Rồi thì để khắc phục cái lỗi này như thế nào thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ hướng dẫn bằng cách xử lý cái lỗi này nha. Rồi, khi bật nguồn máy tính lên á, các bạn sẽ nhấn phím Delete để vào BIOS nha. Các bạn sẽ nhấn liên tục. Các bạn phải nhấn trước khi cái logo nó hiển thị nha. Rồi, sau đó các bạn sẽ di chuyển qua cái phần BIOS. Đó, ví dụ các bạn chọn sai thì các bạn sẽ nhấn phím ESC để các bạn hủy cái lệnh chọn nha. Rồi, khi chọn thì các bạn sẽ nhấn phím Enter. Còn hủy thì các bạn nhấn phím ESC. Còn di chuyển qua lại thì các bạn sẽ nhấn phím trên dưới trái phải nha. Vào cái mục các bạn sẽ để ý cái phần BIOS Features đó. Thì cái máy này nó đang nhận diện hai cái ổ cứng nha. Các bạn sẽ tùy biến bằng cách di chuyển trên dưới trái phải ở cái nút bốn cái nút di chuyển trên dưới trái phải nha, bốn cái nút mũi tên nha các bạn. Rồi quay trở lại thì các bạn vào lại cái mục BIOS Features. Ở đây cái máy mình đang chạy hai ổ cứng nha, các bạn vào cái phần hard drive BIOS. Đó, thì ở đây ở boot option thân 1 nó đang boot vào cái ổ HDD, ổ 250GB. Đó, thì các bạn sẽ di chuyển xuống, các bạn sẽ chọn vào cái ổ 120GB là cái ổ SSD nha. Đó, rồi sau đó các bạn sẽ di chuyển qua cái phần Cell và Exit. Đó, các bạn sẽ nhấn phím Enter, chọn Cell và Exit, rồi chọn Yes. Rồi bây giờ nó đang save cái thiết lập lại. Thì bây giờ các bạn sẽ xem cái kết quả là nó có boot được vào cái hệ điều hành Windows hay không nha. Đó, các bạn thấy sau khi mình đã chỉnh phần BIOS đó, thì nó đã boot thẳng vào cái hệ điều hành Windows rồi nha. Nó không còn báo lỗi MPR Error 1 nữa nha các bạn. Thì nguyên nhân là do cái máy đang chạy hai ổ cứng nhưng mà nó boot sai cái vị trí ổ cứng cho nên là nó xảy ra cái hiện tượng lỗi nha. Rồi bây giờ mình sẽ shutdown. Rồi mình sẽ bật lại, mình test, mình kiểm tra lại một lần nữa nha các bạn. Rồi sau khi các bạn xích đau máy xong rồi á, các bạn sẽ rút dây điện ra cho nó xả điện. Đó, các bạn sẽ rút cái dây nguồn gắn vào máy tính ra cho nó xả điện. Để xả điện nhanh á, thì các bạn sẽ nhấn cái nút nguồn liên tục để cho nó nhanh xả điện nha. Đó, các bạn sẽ nhấn vào cái nút power, cái nút nguồn á, cho nó nhanh xả điện nha. Sau đó các bạn sẽ gắn dây nguồn vào lại và các bạn sẽ bật lại nha. Thì khi các bạn bật lại thì nó báo các bạn phải vào BIOS thiết lập á. Thì cái hiện tượng này là do có thể cái pin CMOS của bạn nó đã bị hết rồi nha.
Vì vậy mà trong cái khi các bạn thiết lập cái phần BIOS xong á, thì cái máy của bạn á, ví dụ nó tạm thời nó chạy được ở lúc mà các bạn chỉnh, ví dụ hơn ngày hôm sau các bạn sử dụng lại nó vẫn cái xảy ra hiện tượng báo lỗi đó. Đó thì cái nguyên nhân nếu mà nó xảy ra hiện tượng nó liên tục mà các bạn mỗi lần các bạn sử dụng các bạn phải vào chỉnh boot ổ cứng lại á, thì các bạn nên kiểm tra cái PC mode nha. Đó thì cái hiện tượng nếu mà nó xảy ra và nó báo lỗi thiết lập BIOS liên tục á, thì các bạn nên thay cái PC mode. Các bạn sẽ tháo máy ra, các bạn sẽ thay cái cục pin CMOS. Trên main nó sẽ có một cái viên pin. Thì cái pin đó trong cái quá trình sử dụng xài theo thời gian thì nó sẽ bị hết nha các bạn. Đó, nếu mà cái máy các bạn mà xảy ra hiện tượng liên tục như vậy thì các bạn nên thay pin CMOS nha. Pin CMOS thì giá nó cũng không bao nhiêu đâu, các bạn tự mua về các bạn tự thay cũng được nha. Rồi thì cái máy mình nó khi mình đã chỉnh rồi nhưng mà nó vẫn hay báo lỗi đó, vì vậy mà mình sẽ tiến hành mình tháo ra, mình sẽ thay pin CMOS nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở nắp ra. Đó, các bạn sẽ lấy cái nắp PC ra, rồi các bạn rút dây nguồn ra nha. Rồi trên main nó sẽ có một cái viên pin trắng, đó là pin CMOS nha bạn. Các bạn dùng tay bạn lấy ra luôn. Thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị một cái viên pin mới nha. Thì cái pin mình sử dụng là CR2032. Đó thì ở cái phần cái vị trí gắn pin á, thì các bạn dùng cái vật gì đó bạn cạo cái lớp sét nha, tại vì khi sử dụng lâu á các bạn nên cạo cái vị trí đó để cho nó tiếp xúc được tốt hơn. Rồi sau đó các bạn sẽ gắn cái viên pin mới vào. Rồi sau đó các bạn sẽ bật nguồn lại. Thì cái lần đầu khi bạn thay pin CMOS á, thì nó sẽ báo yêu cầu bạn thiết lập ở phần BIOS nha. Đó, nó yêu cầu bạn sẽ thiết lập BIOS thì các bạn sẽ nhấn Enter để vào BIOS. Rồi sau đó các bạn sẽ thiết lập lại cái ngày giờ tháng năm nha. Đó, các bạn sẽ chỉnh đúng cái thời điểm thời gian của bạn đang đang sử dụng ở thời điểm hiện tại nha. Rồi sau đó các bạn sẽ save và exit, save thiết lập này lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ shut down máy. Rồi các bạn đợi cho máy tắt hẳn thì bạn sẽ rút dây nguồn ra. Đó, các bạn sẽ canh thời gian. Đó, các bạn để khoảng 5 đến 10 phút cho nó xả điện hết rồi á, thì các bạn sẽ gắn nguồn vào lại nha. Đó, thì sau khi mình đã xả điện xong thì bây giờ mình sẽ gắn dây nguồn vào lại, mình sẽ bật lại cho bạn xem. Đó, nếu mà khi bạn bật nguồn lên mà nó không báo lỗi nữa thì ok rồi nha các bạn. Đó, khi mình bật nguồn lên thì máy không còn báo lỗi nữa nha các bạn. Thì cái nguyên nhân là do nó pin CMOS nó bị hết đó các bạn, cho nên nó sai phần thiết lập BIOS. Vì vậy mà mỗi lần khi các bạn sử dụng bật máy tính lên đó, là nó sẽ báo cái phần BIOS nó báo boot sai ổ cứng, cho nên là không vào được cái hệ điều hành bên đâu. Đó, thì hy vọng cái video này sẽ giúp các bạn hình dung, giúp các bạn có thể khắc phục được cái lỗi nha. Rồi,
Video mình chia sẻ đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video mình hay và bổ ích thì bạn nhớ like và nhớ nhấn vào chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật được những video hay và bổ ích tiếp theo. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nhé.